Đây là một buổi huấn luyện võ thuật ở võ đường Liên Phong do diễn viên điện ảnh Tony Chính Nguyễn sáng lập vào năm 2012. Khác với nhiều võ đường dạy võ khác, ở đây các học viên không chỉ học những đòn thế quyền cước mà còn học cả đấu vật và những đòn thế thuộc về nội dung chiến đấu dưới đất hay còn gọi là địa chiến. Ở Liên Phong thì được huấn luyện theo mảng MMA, tức là một cái môn hỗn hợp võ thuật. Nó không thuộc hệ thống võ thuật mà là một cái hệ thống thi đấu, nên được kết hợp bởi các yếu tố như là đứng đánh, cận chiến hay là khóa xiết dưới đất. Chính vì vậy khi mà ở Liên Phong được huấn luyện thì sẽ được phối hợp bởi ba yếu tố này, thì sẽ có những cái buổi tập riêng cho các bạn về chiến đấu khi đánh đứng đánh, và những cái buổi cận chiến takedown, và cái buổi những buổi khóa xiết dưới đất là submission. Thì để phối hợp cả ba cái yếu tố này để chi hoàn thiện cho các bạn khi mà các bạn có thể được tập luyện thi đấu với nhau theo đúng theo cái thể thức thi đấu MMA của ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vậy huấn luyện võ thuật theo thể thức MMA là gì? MMA là từ viết tắt tiếng Anh của võ thuật tổng hợp. Đây là một thể thức thi đấu võ thuật rất phổ biến trên thế giới, bắt đầu phát triển mạnh từ thập niên 90 của thế kỷ 20, khi giải vô địch đối kháng đỉnh cao, viết tắt tiếng Anh là UFC ra đời tại nước Mỹ. Theo thể thức này, tất cả những võ sĩ của các môn võ khác nhau đều có thể tham gia. Nếu như ở Việt Nam, ta thường chỉ thấy các vận động viên trong cùng một môn võ thi đấu với nhau, như đối kháng võ cổ truyền, đối kháng boxing, judo, karate do, v.v. Thì với thể thức MMA, ta sẽ thấy những võ sĩ của các môn võ khác nhau thi đấu với nhau. Ví dụ như một võ sĩ karate do thi đấu với một người võ sĩ judo hay boxing, muay thái, v.v. Với thể thức này, luật thi đấu khá tự do, miễn là võ sĩ đánh thắng đối phương, còn việc đánh thắng bằng những đòn thế gì không quan trọng, trừ những hành động như cắn, cào, cấu, nắm tóc, chọc tay vào mắt đối thủ. Đây là thể thức thi đấu võ thuật còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Ở Liên Phong, do áp dụng các bài tập huấn luyện theo thể thức thi đấu MMA, nên các học viên được học võ thuật tổng hợp, từ những đòn thế võ gia truyền của dòng họ Nguyễn Chánh như Liên Phong Quyền, đến những đòn thế chất lọc từ các môn võ hiện đại như Muay Thái, Taekwondo, Judo, Jiu-Jitsu, v.v. Liên Phong là mình liên kết những cái phong là cái sức mạnh, cái coi như là gió đó, liên kết những cái ngọn gió lại với nhau. Đó, thì mình trích ra từ trong đó thì có thể nói vừa thể thao mà vừa gần với thực chiến nhất là MMA. Thì Liên Phong theo cái phong cách đó, thì cái phong cách này nó đa diện nhất, có nghĩa là vừa có đánh đấm, vừa có giật, vừa có khóa xiết. Một võ sĩ phải tập nhiều cái khía cạnh của chiến đấu để mà làm cho mình là một người võ sĩ hoàn hảo trong một cái thế trận nào cũng có thể là áp dụng hết. Chứ còn nếu mà mình tập đánh đấm không, nhiều khi mình bị vật xuống đất thì mình lại thiếu những cái đòn thế dưới đất. Có nghĩa là mình bước vào trận đấu, cho dù đối thủ mạnh hơn mình về đánh đấm, mình cũng có thể vật họ xuống, hay là đối thủ mạnh hơn mình về vật, mình có thể đánh đấm với họ. Nó làm cho một cái trận giao đấu với nhau nó rất là hấp dẫn. Là một người học võ thuật nhiều năm, Juni Chí Nguyễn thường đích thân hướng dẫn cũng như chia sẻ những kinh nghiệm về võ thuật cho các học viên cũng như các huấn luyện viên tại võ đường. Hút tới cái khuỷu cái cùi chỏ mình luôn á. Lấy này xong rồi lên hút cái đầu. Đầu dễ lắm, đầu nhẹ lắm. Cầm đi cũng được nữa nè. Cái đầu nó yếu lắm. Để trên cao đừng ở dưới cổ ha. Để cái cùi chỏ mình trên cái màn tan này nè. Bò ở dưới đây mạnh hơn. Ở đây, sau khi tập luyện thành thạo các động tác, đòn thế, các học viên sẽ được chia nhóm để tập đối kháng. Có thể là đối kháng trên võ đài, hoặc là thi đấu theo thể thức MMA trong những chiếc lồng sắt đặc thù như thế này. Tất cả những hoạt động của lớp võ đều tạo nên sự hào hứng cho các học viên ở đây. Tôi học võ đường Liên Phong được 2 tháng và hoạt động mà tôi thích nhất là hoạt động đấu đài, vì cũng được trải nghiệm cảm giác và cọ sát, nâng cao kinh nghiệm. Tôi đã ở Việt Nam được 6 tháng để học võ tại Liên Phong.
Tôi từng đi rất nhiều nước để học võ. Mỗi nơi có cách dạy võ khác nhau. Ví dụ như ở nước Mỹ thì họ sử dụng nhiều kỹ xảo trong những pha võ thuật trên phim. Nhưng ở đây là tập võ thuật thật sự và tôi thích điều đó. Không chỉ luyện tập võ thuật, các học viên ở võ đường Liên Phong còn được tham gia các giải thi đấu võ thuật với sự tham gia của các câu lạc bộ khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, giải thi đấu võ thuật theo thể thức MMA có tên là Ngày hội võ sĩ đã quy tụ hơn 20 võ sĩ từ các hạng cân khác nhau ở khắp các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia. 5 trong tổng số 6 học viên của võ đường Liên Phong tham gia đã giành chiến thắng. Quan trọng hơn là họ đã cống hiến cho người xem những màn trình diễn võ thuật hết sức đặc sắc. Những cái trận đấu này là những trận đấu hào hứng nhất, nó này hấp dẫn nhất. Tại vì anh em với nhau tập chung với nhau thi đấu trong đây thì nhiều người biết đòn với nhau, cũng dễ đón, cũng dễ đối phó. Nhưng mà khi mà đối phó với lại vào những cái võ đường khác thì nó rất là hấp dẫn. Nếu mà mình tập võ mà mình không có cái cơ hội thi đấu thì nó mất đi rất là nhiều cái động cơ, cái động lực cho mình tập. Đó, khi mà mình biết là sắp tới tôi sẽ thi đấu như thế này, ráng tập cho giỏi lên. Đó, mình đạt được một cái kết quả nào đó thì nó rất là vui. Thực tế một người đấu với một người trên cái võ đài, đó mới đúng là một trận đấu võ. Ngoài các lớp học dành cho người lớn, ở Liên Phong còn có lớp học võ dành cho trẻ em. Ở đây cũng có những bài tập như đánh đấm, né tránh, khóa xiết, nhưng không thiên quá nhiều về kỹ thuật, mà chủ yếu giúp các bé nâng cao khả năng phản xạ, sức nhanh, sức bền, rèn luyện tính kỷ luật, lại vừa giúp các bé có những giây phút vui chơi giải trí vui vẻ. Con học 1 năm rồi. Con thích nhất là ở đây là học môn gì? Dạ, học bụng né. Vì sao? Tại vì nó vui. Con học võ Liên Phong được 2 tháng và con thấy mấy thầy ở đây dạy rất là hiền. Con thích nhất ở đây là học môn học nào? Dạ, con thích nhất ở đây học môn khóa xí. Con học 2 tháng. Con thích nhất là môn đánh đấm. Ở đây con thấy rất vui vì được đi chơi bạn bè. Với cái lứa tuổi giai đoạn này thì rất là chú trọng về cái giai đoạn phát triển của các cháu, về cơ xương khớp, đặc biệt là về sức mềm dẻo, khéo léo và sức nhanh. Người lớn khả năng thì đã hoàn thiện về bộ phận cơ thể của người, nhưng mà người lớn thì khó ở một chỗ là cái giai đoạn mềm dẻo. Thì người lớn thì những cái cú đá thì cần có cái độ cao thì người lớn thì khó mà thực hiện được. Tại vì còn giai đoạn các cháu thì nó mềm dẻo thì có thể đá cao được. Nhưng mà phải cần huấn luyện đúng giai đoạn thì mới phát triển tốt được. Ngoài quá trình tập luyện ở đây thì huấn luyện viên cũng rất là nhuần nhuyễn về cái bài tập vừa phối hợp về cái là vui chơi mà phát triển cái thể lực chung cho các cháu và thể lực chuyên môn cho các cháu. Ở võ đường Liên Phong, các lớp học của người lớn và trẻ em tuy có nét đặc thù riêng về phương pháp huấn luyện, nhưng lại đều có chung một phong cách mang đậm chất Liên Phong. Đó là sự sôi động, tươi trẻ, hiện đại và sức thể thao. Tinh thần thể thao ấy đã khiến cho niềm vui, tiếng cười không bao giờ thiếu trong các lớp học của Liên Phong. Chúng tôi xin mượn lời tâm sự về võ thuật của diễn viên Johnny Chí Nguyễn để kết thúc chương trình. Khi mà mình tập võ đó, mình sẽ tung ra hết tất cả những cái hung khí trong con người mình. Tập võ càng lâu thì càng đậm tính, càng thấy thoải mái với mọi thứ. Tất cả những cái gì mà mình thấy khó chịu nó xuất ra khi tập võ. Đồng thời nó cũng giống như là những cái môn thiền vậy đó. Có nghĩa là mình thực tại, mình sống trong thực tại chứ không có quá khứ hay tương lai. Thì lúc đó mình thấy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, rất là xả stress.